Xin chào quý anh chị. Hôm nay Lộc đến để giới thiệu với quý anh chị một chiếc xe Mercedes C200 Exclusive tiếp. Chiếc xe này thì được sản xuất năm 2020 và đăng ký tháng 12 năm 2020. Hiện tại sẽ còn bảo hành đến tháng 12 năm 2023 nha mọi người. Thì chiếc xe này rất còn mới, nó chỉ khoảng tầm 18.000 km thôi. Thì bây giờ Lộc sẽ quay cho mọi người xem chiếc xe C200 Exclusive tiếp này nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Lộc qua số điện thoại 0938888850. Bây giờ Lộc sẽ quay cho mọi người xem ha. Đây chiếc C200, Mercedes C200 ha mọi người. Lộc quay phía trước, sản xuất 2020. Xe có công suất mã lực là 197 và nó có động cơ 2.0 ở phía trước ha. Biển số thì nó là biển số Sài Gòn rồi. Tôi quay cho mọi người. Cảm biến chúng ta thấy không ạ? Cảm biến thì ở phía trước này cũng có đến 6 cái cảm biến này. Đèn. Đèn thì công nghệ đèn đó là đèn multibeam này mọi người, multibeam LED nè. Lầu quay gần nè, chữ thương hiệu multibeam LED nè ha của Mercedes. Đó, chúng ta thấy không ạ? Thấy đèn. Đèn ở phía trên này chúng ta thấy nó có cái dãy đèn LED này. Cái dãy đèn LED rất là đẹp ha. Đèn LED, đèn daylight ban ngày, rồi đèn LED, đó, đèn multibeam. Đèn multibeam thì công nghệ mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Công nghệ chiếu sáng xa và an toàn. An toàn cho người lái, an toàn cho người đối diện và mang cả tính nhân văn nữa. Rồi, bây giờ Lộc sẽ quay bên ngoài phía hông xe ha. Lộc quay rất là chi tiết để tất cả các anh chị muốn mua xe ở chỗ Lộc cứ an tâm. Lộc bán toàn quốc, chỗ nào Lộc cũng bán và cam kết xe không đâm đục, không ngọc nước, không tua km. Bảo đảm với mọi người quý anh chị luôn. Và ở đây sẽ có cam kết nha quý anh chị. Đây, mâm xe. Mình sẽ, nếu mà anh chị cần ship code luôn, mình sẽ ship đến nơi luôn. Và khi mà ship đến nơi, anh chị thấy ưng ý, thấy chỗ nào lỗi, rồi bên mình sẽ trả về cũng được. Đây là vỏ xe thì chúng ta có thương hiệu là Michelin. Michelin thì thương hiệu tốt rồi đúng không mọi người? Và đây là mâm xe, mâm 18. Mâm xe của chúng ta thì có rất là nhiều chấu, nhiều nan ha. Và đẹp không mọi người? Nó so le nè, mâm là cái thì màu inox ha, rồi cái thì màu đen, cho nên khi mà nó lăn bánh rất là đẹp. Và mâm xe này Lộc cũng rất là thích ha. Nào chúng ta nhìn bên cạnh đi. Chúng ta đi một vòng xung quanh xe để thấy xe mới hay như thế nào ha. Và xe bên mình thì cam kết là không có lỗi luôn, không có lỗi nhỏ luôn. Bảo đảm với quý anh chị khi mà mua xe thì sẽ có cam kết, những cam kết đó. Xe lúc nào cũng là xe gần như mới. Phía sau này mọi người, tiếng bô nghe khỏe khoắn không mọi người? Tiếng động cơ nổ mọi người rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn ha. C200. Rồi, Lộc quay chi tiết cho mọi người. Đằng trước có 6 cảm biến, đằng sau cũng 6 cảm biến đấy mọi người này. Đó, xe đầy đủ cảm biến như vậy thì rất là an tâm khi mà chúng ta di chuyển ở trong đường thành phố, hay là khi chúng ta di chuyển, khi chúng ta ghé vào trong nhà mọi người, thì lùi vào trong nhà hay là những cái đoạn đường hẹp á, thì nó cảnh báo cho mình, nó sẽ an tâm và an toàn hơn nhiều ha. Đó, Lộc quay cái góc ngang như vậy này mọi người, khi mà nhìn cái góc xéo xéo ngang như vậy thấy cái chiếc xe của chúng ta đẹp phải không mọi người? Nó rất là đẹp, rất là doanh nhân. Đây, quay phía sau cái mâm xe nữa này, mâm xe đa chấu ha, mâm xe đa chấu và so le trắng đen, đẹp không ạ? Màu inox và màu đen ha. Mâm xe Lộc quay rất là kỹ, cho nên là khi anh chị mua xe ở chỗ của Lộc đây, ở Goodcar đây, thì được bảo đảm ha. Và đặc biệt là
và bên mình không có lừa dối bất cứ một ai hết. Mua xe là chúng ta thuận mua vừa bán. Đây thì kính chiếu hậu thì mọi người cũng, trên gương chiếu hậu thì mọi người cũng thấy là nó sẽ có cái đèn mà báo rẽ và nó có đèn chào mừng Coming Home và Leaving Home ở đây ha. Rồi bây giờ mình đi vô trong nội thất thử nha. Chúng ta vô trong nội thất thử. Đứng lên. Đây. Bên trong nội thất thì trước tiên khi mà mở cửa thì dòng xe Mercedes chúng ta thấy lúc nào cũng là những cái nút bấm về điều khiển ghế nó đều nằm ở trên cánh cửa xe hết ha. Và mình nhìn cái tay nắm này, mình nhìn tay nắm còn rất là mới, chứng tỏ là chiếc xe của mình mới. Và bên mình bán xe chủ yếu là xe line new thôi, xe gần như mới vậy mọi người ha. Cho nên mọi người mua xe này cũng giống như là mua xe mới vậy, nhưng mà tiết kiệm được chi phí. Đây là bấm master, loa bấm master nha ha, những cái nút bấm trên này. Rồi khi mà mình mở cửa xe ra thì cái bước bệ bước chân lên, ngay mọi người, ngay cái bệ bước chân lên thì chúng ta có cái chữ Mercedes-Benz nó nổi ánh sáng lên á, làm cho chúng ta bước lên nó an toàn hơn và nó không có bị vướng ở đây ha. Đó, nó được dập nổi chữ Mercedes-Benz lên trên cái logo này ha. Mọi người thấy không ạ? Bây giờ Lộc sẽ quay bên trong nội thất. À, ghế nè. Ghế ha. Ghế còn mới tinh phòng không mọi người? Lộc nói rồi, nó như mới vậy đó. Ghế còn mới, ơi là mới, chúng ta thấy chưa ạ? Lộc quay rất là chân thật trên chiếc máy của mình để mọi người ở xa cũng có thể là mua được xe mà không cần phải lên showroom á. Mua trên uy tín của công ty của Lộc. Bên trong phần vô lăng thì chúng ta thấy ở trên này đầy đủ những cái nút bấm để điều khiển xe, để kết nối với màn hình media này mọi người, màn hình giải trí ha. Bên tay trái là chúng ta thấy là nó thiên về điều khiển xe, còn bên tay phải thì nó là cái phần mà chúng ta kết nối media hay là kết nối rảnh tay, chúng ta có thể là nghe điện thoại á. Rồi à, ở trên vô lăng nữa chúng ta thấy có cái gì ạ? Chúng ta thấy có là lấy chuyển số trên vô lăng nè. Dòng xe Mercedes thể thao cho nên thường thường là đều là trang bị lấy chuyển số trên vô lăng hết đó mọi người. Đó. Và Lộc thấy là vô trong xe mùi xe rất là thơm đó mọi người, mùi ghế xe này rất là thơm. Rồi nó có chỉnh vô lăng này bằng điện ha. Chỉnh vô lăng bằng điện nha mọi người. Đây nè. Lộc điều chỉnh vô lăng, mọi người thấy vô lăng di chuyển không ạ? Đó, lên xuống là bằng điện ha. Đây. Lộc mở cho mọi người xem đây ha. Rồi, đây màn hình bên này ha. Màn hình giải trí bên này. Màn hình giải trí thì nó cũng đầy đủ hết đó mọi người. À, xe của mình thì nó có đèn nội thất cũng rất là đẹp. Ở phần điều khiển thì chúng ta điều khiển rất là đơn giản mọi người. Chúng ta vô cái phần phần này nè, phần về cái phần home á. Rồi sau đó chúng ta lấy cái nút tròn này nè mọi người. Thí dụ như chúng ta đẩy qua cái phương tiện nè. Đẩy qua phương tiện ha, xong chúng ta ấn xuống. Ấn xuống thì nó có trình duyệt Apple Car hay là gì đó thì mình tùy vào mình chỉnh ha. Rồi mình muốn quay lại thì mình ấn vô đây. Và chúng ta sẽ có cái media. Media âm nhạc đó ha. Đó. Ở đây. Ngay đây thì chúng ta có một cái đồng hồ này mọi người. Có một cái đồng hồ. Đồng hồ thường thường trên dòng Mercedes á, có những cái đồng hồ như thế này lên chiếc xe chúng ta cảm thấy nó rất là doanh nhân.
Rồi, để lọc mở này lên. Ở trong này là cái sạc không dây ấy, mọi người. Lộc đang sạc cái điện thoại của mình ở trong đây. Đó, mình mở cái thùng này lên ha. Ok. Lộc quay chi tiết, thật là chi tiết để tất cả anh chị em khi mà muốn chọn dòng xe này thì cứ gọi cho Lộc và an tâm về sự cam kết của bên mình. Cái đèn này hay không mọi người? Cái đèn này là đèn chiếu sáng ở bên trong nội thất á mọi người. Đèn chiếu sáng á. Đó. Đẹp không mọi người? Nó là đèn LED luôn á. Đặc biệt ha. Xe của mình về dòng xe này thì chúng ta không có cửa sổ chờ nha mọi người. Quay lên đó cho mọi người thấy là nó không có cửa sổ chờ. Rồi. Thấy ghế đằng sau mướt không mọi người? Mới ha. Rất là mới, rất là mới. Như mới mà. Xe bên mình là xe như mới mà. Quay kỹ lưỡng cho mọi người nhìn chiếc xe. Mình mở cái cốp lên luôn ha. Lúc nãy quên chưa mở cái cốp, mình mở cốp lên luôn. Đây, hôm nay Lộc giới thiệu đến mọi người chiếc Mercedes C200 Executive cho mọi người. Thì ai có nhu cầu liên hệ với Lộc. Chiếc xe này Lộc đang bán với giá là 1 tỷ 389 triệu. Chiếc xe chạy được 18.000 km, còn bảo hiểm để, xin lỗi, còn bảo hành đến năm 2023 ha, là bảo hành đến tháng 12 năm 2023. Lộc quay qua một lần nữa về bên ngoài cho mọi người thấy. Rồi, Lộc dừng video ở đây. Anh chị em có nhu cầu hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 093 888 8850. Bên Good Car của mình luôn luôn là on way là new, là xe của mình là như mới vậy nha mọi người. Và xe có cam kết an tâm, mọi người an tâm khi mà chọn lựa mua xe đã qua sử dụng ở chỗ Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.